Xin chào các bạn. Mình quay cái đoạn video này để mình chia sẻ một tí xíu cái kinh nghiệm cho những bạn nào mà đã từng bị khóa tài khoản Facebook hoặc là bị người khác báo cáo. Đó, bị người khác báo cáo cái tài khoản mình đó thì Facebook bắt buộc mình phải đổi tên gì đó. Thì nếu mà bạn nào gặp cái sự cố đó mà chưa có giải quyết được thì cứ PM riêng cho mình. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà lấy lại cái tài khoản, rất dễ, dễ lắm. Cái thứ hai là mình muốn gửi thông điệp cho các bạn làm trong an ninh mạng VN á. VN là mình nói tắt thôi nha, VN là hai chữ Việt Nam đó, nhưng mà mình lách cái luật, mình nói tắt. Thì các bạn chưa có đủ sức để mà lock cái tài khoản Facebook đâu. Cùng lắm thì một cái thời điểm nào đó mà tất cả mọi người sử dụng smartphone họ lên Facebook hoặc là YouTube để họ chia sẻ những cái thông tin mà nó trái chiều với chính phủ, trái chiều với chính quyền, thì cùng lắm là cái giai đoạn đó các bạn cũng chỉ là cắt được cái internet thôi, các bạn không có chưa đủ bản lĩnh để mà lock cái Facebook của người khác đâu. Mình không thách thức nhưng mà mình nói thật, mình đánh giá các bạn gì luôn, trình độ của mình lớp 9 nè, trình độ mình lớp 9 thôi, mình nói thiệt. Còn nếu mà nói về đánh giá cái trình độ của các bạn trong an ninh mạng thì có thể là những cái cô chú bán rau bán cá ngoài chợ người ta không đánh giá được, đúng không? Tại vì người ta ít cái tiếp xúc với internet thôi. Có còn như mình thì mình đánh giá ngay luôn, mua bằng cấp làm ăn cái gì, trình độ đâu có. 24.000 tiến sĩ của Việt Nam mà cá ở Vũng Áng nó chết cả 6 7 tháng trời mà không biết cái nguyên nhân cá nó chết sao, chỉ có việc là mổ con cá ra rồi trôi cái nó làm sao nó chết thôi, nó bị thiếu oxy nó chết hay là nó thiếu thức ăn nó chết mà cũng mấy tháng trời. 24.000 tiến sĩ cuối cùng phải chạy qua Nhật, kêu Nhật qua coi. Rồi bây giờ trong nhà mình các bạn coi đồ trong nhà các bạn có cái nào mà made in Việt Nam không, hay là made in Japan, made in China, made in Thái Lan, rồi made in Malaysia, made in Taiwan này kia, có cái nào Việt Nam, Việt Nam mà có tiến sĩ, có thằng kỹ sư nào mà nó thiết kế rồi con mẹ gì đâu. Lâu lâu lên báo thấy có phát minh này, đọc kỹ lại, nông dân phát minh ra, rồi tàu ngầm thợ cơ khí phát minh ra, máy bay trực thăng thợ cơ khí, làm ăn cái gì. Gần đây nhất luôn nha, cái điều này mình nói ra các bạn nghe cái các bạn hú hồn hú vía hết trơn. Mà chắc là cũng có nhiều người biết rồi, có nhiều người biết, nhiều người không biết. Ngành tòa án là đề xuất để mà thuê giáo viên về bồi dưỡng chính tả, tàn ác không? Thấy có cái quốc gia nào mà nó tào lao gì không? Cái ngành tòa án là cái ngành để mà phân đua đúng sai trong xã hội, trong cộng đồng, cho một quốc gia gì đó. Mà chính tả không biết nữa. Chính tả còn chính sai nữa thì làm ăn mẹ gì. Bê nói sao mà hả, Việt Nam có những cái vụ án nó oan mà mấy chục năm trời, mà liên tiếp địa phương nào cũng có án oan, từ xã tới huyện tới tỉnh. Mình đây mình trình độ lớp 8, lớp 9 đây, nó thật sự mình mới chỉ học hết lớp 9 thôi, chưa học, học chưa tốt nghiệp phổ thông luôn, chưa tốt nghiệp phổ thông cơ sở nữa, trung học cơ sở đó. Nhiều khi mà mình nhắn tin với bạn bè, mình nhắn tin mà mình ghi sai chính tả thì mình ngưỡng muốn chết luôn. Còn cái gì mà ngồi ở trên cao đi phân đua đúng sai của xã hội mà chính tả còn biết sai nữa. Nó đụng tới mấy ông cái mấy ông nói phản động, đụng vô mấy ông cái mấy ông nói chống phá. Mấy ông không có lòng tự trọng, nó thật sự không có lòng tự trọng. Mà chính vì cái lòng tự trọng của ông là mới đẩy người dân nó vô
cái sự nghèo đói kém phát triển, thua người ta, thua sức người ta, thua nhiều lắm. Nói đơn giản thôi, mấy nước tư bản của người ta làm cái đường lộ, người ta làm là phải 50 năm. Có những cái đường lộ đúng 50 năm mà nó không hư, bắt buộc người ta cũng phải cạo lên người ta làm lại, gì cái đó là cái quy luật của người ta. 50 năm là làm lại đường lộ. Còn Việt Nam mình hay làm đường, nó làm đường lộ xong rồi nó vừa vừa vẽ cái gạch đường trắng đó, nó phân chia làng, nó cái màu sơn của cái làng trắng đó mà nó chưa phai nó thì đường lộ nó sập rồi, có ngày chưa được 2 3 tháng nữa. Làm đường lộ như thầu, chủ thầu đầu công trình đó thì ví dụ như là đầu tư 1.000 tỷ đi, ví dụ gì đi thì na hết na 500 tỷ rồi, làm có 500 tỷ hả? Rồi tới chừng mà bể ra thì bắt quá nó đi tù, đi tù thôi. Rồi cái hậu quả là cái gì? Hậu quả là cái đường lộ nó ổ gà ổ voi, rồi người dân là cái người chịu hết, để người dân tham gia giao thông mà người dân chịu hết, có té có chết thì cũng người dân chết thôi, mấy ăn đâu chết nhiều lắm. Thế nào là lãnh tụ? Nó thật sự đặt trường hợp như ông Lý Quang Diệu của Singapore như vậy đó, người ta mới gọi là lãnh tụ. Nó thật sự luôn, đúng cái chất của lãnh tụ là nó phải như vậy. Năm 1963, sau khi mà quân đội Anh đã rút khỏi Singapore thì lúc đó ông Lý Quang Diệu ông làm thủ tướng đó, thì ông mới có, ông nhìn vô cái đất nước nghèo khổ quá, không có tài nguyên, không có khoáng sản, chỉ có một chút hải sản thôi. Nó gì là quốc đảo mà, quốc đảo thì nó có hải sản thôi, tài nguyên khoáng sản không có gì hết. Nhưng mà ông Lý Quang Diệu ông còn dám phát biểu một câu như thế này: mảnh đất này 10 năm sau sẽ là kinh đô của Đông Nam Á, sẽ là kinh đô. Đúng đó, bây giờ các bạn nhìn đi, Singapore như thế nào? Nói đơn giản một cái này cho các bạn nghe, cái các bạn hiểu luôn nè. Tại sao Singapore nó mạnh, nó giàu? Singapore là chính phủ Singapore họ không có can thiệp vào cái vấn đề kinh doanh, có nghĩa là đất nước Singapore không có doanh nghiệp nhà nước, họ chỉ sử dụng cái đồng thuế của người dân đó, cái người dân, cái nguồn thuế của người dân để họ củng cố quân sự, đầu tư vào cơ sở hạ tầng, đầu tư vào cái thiết bị y tế và giáo dục thôi, có cái gì thôi, đơn giản thôi. Tại sao những cái nước mà như Việt Nam, Trung Quốc, Lào, thì Bắc Triều Tiên lại có những cái là doanh nghiệp nhà nước? Dễ hiểu lắm các bạn, tiền nó đổ ra chỗ đó đó, tiền thuế của dân mà nó chạy ra, lại chạy cái đường đó đó, chứ không như không mà nó vô kho bạc nhà nước mà nó lấy một lần mấy ngàn tỷ được đâu, nó phải có cái đó. Có nghĩa là doanh nghiệp nhà nước á, là vốn của nhà nước, và nhà nước sẽ cử cái người làm, cử quan chức này kia để mà làm chủ tịch hội đồng quản trị hay là tổng giám đốc vậy đó ha. Thì mấy cái thằng đó nó vô làm tổng giám đốc xong rồi thì tiền nó phải tiền của nó, đâu phải tiền của nhà nó đâu, tiền của nhà nước mà, thì nó thích bỏ túi nhiêu nó bỏ thôi. Thì cùng lắm khi mà phát hiện được nó thì nó mua một cái visa nó đi châu Âu vậy thôi, đơn giản thôi. Mà đâu phải là bể một lần mấy trăm tỷ đâu mấy bạn, mấy ngàn tỷ. Mà mấy ngàn tỷ đó hoặc là mấy chục ngàn tỷ nó đâu phải là ở trên trời nó rơi xuống, mồ hôi của mình, mồ hôi của 90 triệu đồng bào, có cả nước mắt, đôi khi có cả máu như đó nữa. Trời ơi, nhìn cái lãnh tụ của người ta thấy ham, nó thật sự. Người dân Singapore với người dân Thái Lan họ rất là may mắn, họ được cái những nhà lãnh tụ, những nhà lãnh đạo
có tâm, có tầm, có đức nữa. Đụng tới mấy ông nói tại vì đất nước của chúng ta mới thua chiến tranh, bị chiến tranh tàn phá. Tại sao các ông không nhìn Nhật Bản nữa? 1945 Nhật Bản hứng hai trái, một trái ở Hiroshima, một trái ở là Nagasaki đó. Còn cái gì nữa là đất nước không? Không còn gì hết. Rồi xong rồi thua chiến luôn. Thua tới chiến thứ hai rồi. Thua tới chiến thứ hai là bồi thường chiến tranh và phải chịu những cái điều khoản áp lực từ phía Hoa Kỳ nữa. Đó. Nhưng mà 15 năm sau thôi, chứ chưa được 20 năm nữa. 15 năm sau Nhật Bản cường quốc đứng thứ hai thế giới về kinh tế. 15 năm thôi. Còn mình bây giờ là 42 năm rồi. 1975 bây giờ là 2017 rồi. 42 năm rồi. Và mình bây giờ là cái gì? Một quốc gia chuẩn bị là nghèo nhất Đông Nam Á luôn. Nghèo nhất luôn. Trình độ gì? Năng lực gì? Nếu mà mấy bạn an ninh của VN mà có cái bạn khả năng để mà lock cái tài khoản của tôi thì tôi nói thiệt cái tôi về tôi không đưa được cái video này lên trên Facebook đâu. Tôi tuyên bố gì luôn, tôi không có thách thức các bạn, nhưng mà tôi tuyên bố các bạn chưa có đủ khả năng để mà lock cái tài khoản Facebook. Chẳng qua là các bạn báo cáo những cái tài khoản mà người ta không có đăng tên chính chủ thôi. Hoặc là các bạn lập một cái hội gì đó nó nhiều thành viên gồm những cái tài khoản Facebook gác để các bạn báo cáo lạm dụng cái tài khoản đó để cho nó đóng tài khoản thôi. Nhưng mà các bạn chỉ báo cáo được đối với những cái tài khoản mà nó có ít cái lượt người theo dõi thôi, chứ còn đối với những tài khoản mà có lượt nhiều nhiều người theo dõi thì các bạn cũng bó tay đi. Nó Facebook của chị Lisa Phạm là hoặc chị Trang Lê đó, khóa được không? Khóa đi. Chửi các bạn, chửi tới ngày mai chưa hết. Nó thật sự chửi tới lúc mà râu của nó mọc tới đây chưa hết. Chửi nhiều thôi, không có chửi nữa. Còn nếu mà có bản lãnh thì cứ khóa tài khoản Facebook tôi. Ok.